Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Suy niệm. Hôm nay, ngày áp chót tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh, bài tin mừng tường thuật sự kiện ra đời của Gioan, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, là một đứa trẻ khác thường. Cậu bé không được đặt tên theo truyền thống, mà việc đặt tên cho đứa bé do sự soi sáng của Thiên Chúa và theo sứ vụ của đứa bé sau này. Bà Isave đã đặt tên cho cậu là Gioan, dù xóm làng phản đối, vì trong dòng họ không có ai mang tên đó. Họ hỏi Gia-ca-ri-a, ông đã xin tấm bảng và viết, tên bé là Gioan. Lúc đó, miệng lưỡi của Gia-ca-ri-a được mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Nếu như trước đây, trong ngày sứ thần truyền tin, ông đã tỏ ra hồ nghi những điều sứ thần nói, và hồ nghi quyền năng của Thiên Chúa, khiến ông không thể nói được. Nay ông tin và thực hiện theo lời sứ thần để đặt tên cho đứa trẻ là Gioan, thì miệng ông lại được mở ra để ca tụng Thiên Chúa. Sự kiện sinh hạ đứa bé trong lúc tuổi già, cùng với việc Gia-ca-ri-a đặt tên cho đứa bé, dân chúng đã tin, bàn tay Thiên Chúa ở với em, nhưng ai nấy đều thắc mắc, đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào? Thật vậy, mỗi đứa trẻ sinh ra là cả một niềm hy vọng cho gia đình. Mỗi người chúng ta sinh ra đều được cha mẹ đặt tên để phân biệt với người khác. Nhưng qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được Chúa đặt tên là Kitô Hữu. Cái tên của Ngài, điều này gợi lên cho chúng ta niềm hạnh phúc vì được làm con cái Chúa và ý thức mình thuộc về Thiên Chúa, nên phải sống cho Chúa, vì Chúa và với Chúa cho xứng với phẩm giá của mình. Nếu như cuộc hạ sinh Gioan đã là dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa, thì ngày nay, việc ra đời của mỗi đứa trẻ cũng vẫn là sự kỳ diệu của quyền năng Thiên Chúa. Một khi nhận ra quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa qua những món quà là con cái Chúa ban, các bậc làm cha mẹ hãy mang lấy tâm tình của Gia-ca-ri-a là mở miệng để ca tụng Thiên Chúa, đồng thời quảng đại đón nhận con cái, chăm sóc dạy dỗ con cái nên người hữu ích cho giáo hội và xã hội.